皆さんこんばんは、 CD でございます。 DMG プロダクションズのチャンネルへようこそいらっしゃいました。今回は DMG アカデミー第24号をお届けしたいと思います。 Hôm nay đã là thứ 7 rồi. Lớp buổi này là chúng ta sẽ dịch sang phần chào hỏi làm quen của Đỗ Thanh Minh, nhân viên mới với các anh chị phòng kinh doanh công ty TMG Monozukuri. Hãy cùng nghe lại hội thoại nhé. Nói phòng mình hôm nay có tấm chiếu mới profile khủng lắm đấy. Khủng rồi, mà chả đúng giờ thì cũng vứt. Cho em hỏi có phải phòng kinh doanh đây không ạ? Chắc là quả profile khủng đấy rồi các anh chị ạ. Đúng rồi đấy em, em cần gì vậy nhỉ? Dạ, em chào các anh chị. Em là Đỗ Thanh Minh, nhân viên mới của phòng mình. Hôm nay thứ hai đường đông quá, thành ra. Chào em, anh là Huy, trưởng phòng. Em lấy ghế vào đây đi. Mà hình như em có chị gái sinh đôi tên là Thanh Nga phải không? Và nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là dịch câu dưới đây ra tiếng Nhật. Chào em, anh là Huy, trưởng phòng. Em lấy ghế vào đây đi. Mà hình như em có chị gái sinh đôi tên là Thanh Nga phải không? Ba phương án dịch thuật mà mình đã nhận được và lựa chọn như sau. Phương án A. Hajimemashite, bucho no Huy desu. ここに椅子を移してきて座ってください。ところでハンガという双子の姉がいるということですね。フランベー、はじめまして、警部の部長のフィーです。ここに椅子を持ってきて座って。ちなみにタイガーという双子の姉さんがいたでしょう。フランセー、はじめまして、課長のフィーです。椅子をここに持ってきて座ってください。ちなみに、ミンさんがタイガーという双子の姉がいるでしょう。Vì có thể có những bạn không xem từ các tập trước, nên mình xin nhắc lại một lần nữa về cách dịch từ trưởng phòng kinh doanh. Eyo Kacho là chính xác nhất ạ. Tiếp theo với câu em lấy ghế ngồi vào đây đi, thì B và C là đúng rồi. Chúng ta phân tích phương án A một chút nhé. Cả uchishite kite và motte kite đều mang nghĩa là chuyển chiếc ghế tới bàn. Tuy nhiên, nếu dùng động từ uchisu thì thường là sau đấy cần có phần giải thích thêm là dịch chuyển như vậy thì sẽ như thế nào. Ví dụ như 椅子をここに移した方が通行しやすくなります。Với phần câu hỏi về chị gái sinh đôi, chúng ta cùng chú ý tới phương án B. Nếu dùng ita thì có thể hiểu rằng hiện nay người chị này không còn nữa. Do đó cần cân nhắc xem nên dùng ita hay iru nhé. Tiếp theo, hơi tiểu tiết một chút, nhưng ở phương án A, tên người chị Thanh Nga đã bị phiên âm thành Hằng Nga. Các bạn có biết tên của người chị không thể là Hằng Nga mà phải là Thanh Nga không? Khi một người đang cố gắng bao biện, thứ nhất là iwake đấy ạ, thì những người cùng lứa với mình sẽ hay phản ứng kiểu lại thành mình thành Nga. Do đó mình đã thử đưa cách nói này vào đề bài, nhưng có vẻ như sự khác biệt về thế hệ đã khiến cho các bạn trẻ của chúng ta không giải mã được phần này. Với câu của ngày hôm nay, phương án dịch thuật của CD như sau. Minkun ohayo, kacho no fi desu. Mazu 椅子をここまで持ってきてください。そして、今のは言い訳ですか? Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Như vậy, chúng ta đã kết thúc đề bài dịch thuật số 2 của tháng 2. Hãy nghe lại toàn bộ hội thoại gốc và bản dịch của CD nhé. Nghe nói phòng mình hôm nay có tấm chiếu mới profile khủng lắm đấy. Khủng rồi, mà chả đúng giờ thì cũng vứt. Cho em hỏi có phải phòng kinh doanh đây không ạ? Chắc là quả profile khủng đấy rồi các anh chị ạ. Đúng rồi đấy em cần gì vậy nhỉ? Dạ, em chào các anh chị. Em là Đỗ Thanh Minh, nhân viên mới của phòng mình. Hôm nay thứ hai đường đông quá, thành ra. Chào em, anh là Huy, trưởng phòng. Em lấy ghế vào đây đi. Mà hình như em có chị gái sinh đôi tên là Thanh Nga phải không? 今日からうちの部署にすごいプロフィールの新入社員が入るらしいよね。でもどんなにすごくても時間を守らないとダメだな。すみません、こちらは営業課でしょうか。あ、すごいやつが来たかも。
Hai, so desu yo. Nani ka goyou kashira? Minasan, ohayou gozaimasu. Shinryu shain no Dou Taimin to moushimasu. Getsuyobi nanode, michi ga hijou ni komiyatte orimashite. Min-kun, ohayou. Kachou no Fuyu desu. Mazu isu o koko made motte kite kudasai. Soshite, ima no wa iwake desu ka? Chuỗi video cho tuần thứ 3 và tuần thứ 4 của tháng 2 xin phép được dừng tại đây. Nếu bạn quan tâm tới các khóa học của TMZ Academy, vui lòng truy cập fanpage của chúng mình, TMZ Academy trên Facebook nhé. Đừng quên tặng TMZ Productions một like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị, hay hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại!